nguyên lithium. Siêu là gì? Siêu âm là cái đầu tay của các người làm về chẩn đoán hình ảnh. Làm chẩn đoán hình ảnh mà không làm siêu âm thì không gọi là chẩn đoán hình ảnh, hay là điện quang radiology. Thì trong đấy là có siêu âm này, có X quang này. X quang giờ ta số hóa này. Rồi siêu âm này, CT cộng từ X quang can thiệp. Cái chỗ điện quang của Bạch Mai là có đủ đấy. Từ siêu âm, CT cộng từ can thiệp là có hết. Thì giống như một các cái một cái khoa điện quang ở các nước phát triển đấy, người ta cũng thế thôi. Và hình mình nối hệ thống PAC, tức là hệ thống kết nối hình ảnh. Thế thì siêu âm là cái đầu tay, và siêu âm định nghĩa là gì? Là cái sóng sóng âm mà tai không nghe được. Thì là sóng siêu âm. Tai mình nghe được là cái sóng từ 16 đến 20 nghìn Hz là tai mình nghe được, xong cái giải tần số mà tai nghe được. Còn trên 20 nghìn Hz là tai không nghe được. Thì đấy là sóng siêu âm. Còn trên nữa, trên 1 GHz là bội âm. Còn sóng siêu âm là cái sóng mà từ 20 kHz đến 1 GHz thôi. Còn trên nữa gọi là bội âm. Thì ta gọi là siêu âm. Tại gọi là siêu mà. Siêu âm thanh ấy. Âm là âm thanh mà. Siêu thanh thôi. Siêu âm. Siêu âm người ta hay dùng cái tần số từ 1, 10, 12, thậm chí 14, 15 MHz hiện nay. Cái tần số là càng cao thì cái độ nét nó càng tốt hơn. Tuy nhiên nó có những cái nhược điểm khi mà dùng cái tần số cao. Để có được hình ảnh, người ta dùng sóng âm thanh. Nhưng mà để phát ra được sóng âm thanh thì người ta dựa vào cái hiệu ứng áp điện của Pierre Curie để phát ra cái sóng âm, cái đầu dò. Quan trọng nhất là cái siêu âm có cái đầu dò. Cái đầu dò phát ra sóng âm. Sóng âm phát ra xong người ta đập vào cái vật, đập các mặt phẳng phân cách và nó thu sóng âm về và chuyển thành tín hiệu âm thành tín hiệu điện và sau đó tạo ra hình ảnh. Thế thì để nó phát ra được cái sóng âm ấy thì phải có cái đầu dò phát. Đầu dò phát thì dựa vào hiệu ứng áp điện của Pierre Curie năm 1900. Người ta thấy rằng khi mà dùng cái tấm tinh thể thể anh nhỏ nối cái dòng điện, nối cái dòng điện xoay chiều vào thì cái tinh thể thể anh nó rung lên. Nối cái dòng điện xoay chiều vào thì cái tinh thể thể anh nó rung lên. Nó rung nó sẽ phát sóng âm. Sóng âm sau khi đập vào cái mặt phản phân cách nó phản xạ lại thì cái tinh thể thể anh này nó lại phát dòng điện, tức là người ta gọi là hiệu ứng áp điện hai chiều. Tức là cái tấm tinh thể anh ấy hay là cái miếng gốm áp điện tinh thể anh ấy khi cho dòng điện vào thì nó sẽ rung lên phát sóng âm, và khi sóng âm nó đập vào cái miếng đó thì cái miếng lại sinh dòng điện, người ta gọi hiệu ứng áp điện, hiệu ứng áp điện hai chiều. Và dựa vào cái nguyên lý này người ta dùng cái miếng này để phát sóng âm và để thu về phát dòng điện đây. Thì bây giờ ta không dùng cái tinh thể thể anh nữa, người ta dùng cái gốm áp điện. Cái gốm áp điện thì nó sẽ có cái hiệu suất cao hơn rất nhiều, nó nhạy hơn rất nhiều cái miếng tinh thể thể anh, cho nên dùng cái gốm áp điện. Và cái gốm áp điện để làm cái đầu dò, để làm các miếng để phát tín hiệu và thu tín hiệu ở trên cái đầu dò là cái quan trọng nhất. Thế cái tần số phát, cái tần số ta phát của cái đầu dò, quan trọng nhất là cái đầu dò phát xong rồi thu sóng về, phát đập vào vật, sóng phản xạ về, thu về xong chuyển thành điện theo hiệu ứng áp điện hai chiều, thì cái tín hiệu điện đấy sẽ chuyển thành tín hiệu hình ảnh và thu được hình ảnh. Thế thì trong chẩn đoán người ta thường phát với cái tần số thì rất là cao, 1, 10, 12, 15 MHz, tức là cái tần số phát là rất là cao. Tuy nhiên, cái cường độ thì lại thấp, cường độ chỉ 5 đến 10 mW trên cm vuông. Trong khi trong điều trị thì ta dùng cái tần số thì thấp hơn, tần số chỉ 0,5 đến 1 MHz lên tới 10 cơ mà. Nhưng mà cái cường độ thì cao rất nhiều, 0,5 đến 4 W, đây là mili trong 1 phần nghìn thôi. Tức là cái cường độ trong điều trị lý liệu pháp đau lưng đau nữa các thứ cho đầu giờ sóng âm rung này, để điều trị đấy, các đau cổ đau gáy đau lưng. Và siêu âm ta có thể dùng để trong chẩn đoán các cái trong công nghiệp đấy, để dùng siêu âm chẩn đoán vì trong cầu nó bị nứt, trụ mố các thứ bị nứt, các sóng siêu âm để xem ra cái nứt như thế nào, cầu các thứ người ta dùng cả sóng siêu âm, dùng siêu âm để chẩn đoán. Phát xạ sóng âm ấy, người ta có thể phát xạ liên tục hay là phát xạ không liên tục. Phát xạ liên tục thì người ta hay dùng trong siêu âm chẩn đoán ấy, mình làm siêu âm cắt lớp, làm các cái siêu âm Doppler trong chẩn đoán và trong điều trị, các cái siêu âm điều trị hay là siêu âm Doppler liên tục. Siêu âm Doppler là siêu âm mạch máu thì gọi là phát liên tục, sóng âm cứ phát liên tục này, phát thu liên tục. Còn phát gián đoạn tức là các cái siêu âm kiểu A, kiểu TEM, kiểu Doppler xung là phát không liên tục, có thể phát liên tục hoặc phát cái đầu dò cứ phát liên tục, thu liên tục, phát liên tục, thu liên tục, hoặc là phát gián đoạn, các cái kiểu phát khác nhau mình có thể dùng trong chẩn đoán. Sóng âm nó truyền như thế nào trong môi trường?
trong môi trường á, thì cái tốc độ sóng âm nó truyền đi trong một môi trường nhất định, ví dụ trong không khí này, hay trong sắt này, trong thép, trong nước này, vân vân, không thay đổi. Tốc độ truyền không thay đổi trong một môi trường nhất định thì sóng âm truyền có tốc độ không đổi. Và V thì bằng F nhân với lambda. F là tần số, lambda là bước sóng. Trong môi trường thiên nhiên ấy, không khí thì sóng âm nó truyền với tốc độ khoảng 350 m/s, tức là chậm thôi, 350 m/s là sóng âm mình nói này, cái sóng nó truyền trong môi trường không khí này. Trong môi trường dầu paraffin là 1400, tức là môi trường nó càng đậm đặc, môi trường càng đậm đặc, các phần tử trong môi trường càng đậm đặc thì sóng âm nó truyền càng nhanh, bởi vì là sóng nén mà. Trong nước á, là 1500 và trong thép là 5000. Như vậy là môi trường càng đậm đặc hay là tỷ trọng môi trường càng cao thì cái tốc độ truyền càng nhanh. Ví dụ như là mình nghe này, cái đoàn tàu nó chạy, nghe xịt này, mình chưa nghe thấy, thì mình áp tai vào đường tàu á, mình đã nghe thấy rồi. Nó chạy từ đâu mình đã nghe thấy rất xa. Hay là ngày xưa mà đánh nhau quân Nguyên ấy, đánh nhau bằng ngựa ấy, người ta hay áp tai vào đất để nghe tiếng vó ngựa nó chạy, thấy rồi. Bởi vì cái tốc độ truyền qua đất này nó nhanh hơn qua không khí. Không khí chỉ 350, trong đất nó đặc mà, nó truyền nhanh hơn rất nhiều, rất nhiều lần, cho nên người ta nghe được cái sóng âm nó truyền qua môi trường đậm đặc là tốt hơn người ta trong thực tế như vậy. Trong môi trường sinh học cơ thể này, thì cái phần mềm và mỡ thì khoảng 1400, cơ thì 1600, xương thì 3600 đến 4000, tạng rỗng thì khó truyền, tạng rỗng này không khí thì 350 hơn 300 thôi, tức là giống như không khí thôi. Tức là trong môi trường sinh học ấy, thì sóng âm truyền với các cái tốc độ khác nhau, bởi vì môi trường nó còn nhiều các môi trường khác nhau chứ không phải chỉ một môi trường thuần nhất trong cơ thể mà, chỗ thì đặc, chỗ thì xương, chỗ cơ thì nước, thế là nó truyền với cái tốc độ khác nhau. Nếu nó truyền xuyên ấy, thì nó không có sóng phản xạ, nó truyền khác nhau sẽ xí nó có cái hình phản xạ. Các yếu tố ảnh hưởng đến cái tốc độ truyền của sóng âm là gì? Nó có mấy yếu tố. Đầu tiên là phụ thuộc cái mật độ môi trường, từ môi trường càng đậm đặc này, thì nó truyền càng nhanh. Mật độ tính bằng gram trên cm vuông, tức là mức độ gần nhau của các phần tử trong môi trường. Và cái mật độ này sẽ tăng dần trong môi trường cơ thể, nó sẽ tăng dần từ không khí đến nước, đến mỡ, tổ chức đặc đến xương. Tức là môi trường càng đậm đặc thì cái mật độ nó càng cao, và mật độ càng cao thì nó truyền càng nhanh, thì sóng âm nó truyền càng nhanh. Và nó dựa tính đàn hồi và cái mật độ môi trường. Tính đàn hồi là gì? E, tức là nó thể hiện cái khả năng của môi trường khi bị nén ấy, thì nó trở lại cái vị trí ban đầu, hay là cái tính đàn hồi càng tốt. Trong siêu âm thì có khái niệm mặt phân cách. Mặt phân cách là gì? Mặt phân cách là ranh giới giữa hai môi trường có trở khả âm khác nhau, tức là hai môi trường có cái sức cản khác nhau, ta có hệ số phản xạ. Nếu mà có một môi trường ấy, một môi trường thuần nhất thì sóng âm sẽ xuyên qua, nó đi thẳng, nó không có phản xạ gì cả. Khi mà có hai môi trường khác nhau, có mật độ khác nhau hay là trở kháng khác nhau, người ta gọi là trở khả âm khác nhau, thì sẽ có hiện tượng phản xạ, nó sẽ có hiện tượng có cái mặt phân cách giữa hai môi trường. Một môi trường thì làm gì có mặt phân cách gì, đồng đều mà, phải có một môi trường thứ hai là khác nhau thì phải có cái ranh giới giữa hai môi trường. Chỉ nếu mà một trên một cái phòng bên trong này làm gì có cái gì, nó phải có cái hai cái khác nhau thôi, nó có cái vách. Thì R tức là hệ số phản xạ, R sẽ bằng P1V1 trừ P2V2 chia P1V1 cộng P2V2. P là tỷ trọng môi trường và V là tốc độ truyền âm. Như vậy thì ta thấy R mà càng lớn thì trở khả âm của hai môi trường nó càng khác nhau. Tức là hai môi trường mà càng khác nhau á, thì có cái hệ số phản xạ là càng cao. Hai môi trường có tỷ trọng càng khác nhau thì, và có cái tốc độ truyền âm càng khác nhau á, thì có cái hệ số phản xạ cao. Hệ số phản xạ cao tức là sóng phản hồi nhiều. Chính vì vậy mà giải thích hiện tượng người ta phải dùng cái gen ấy, siêu âm ấy, đầu dò nhé, phải có cái gen. Gen tức là gì? Gen là nước thôi. Nước người ta cho cái chất đông đặc vào để cho nó đông lại, và người dùng sóng âm sẽ truyền qua cái gen này, xong rồi vào trong da, xong vào trong cơ thể ấy, làm siêu âm được. Nếu không truyền, nếu không cho cái gen vào thì ta thấy sóng âm nhé, giữa da và đầu dò có không khí, không khí tốc độ truyền âm chỉ có 350 thôi, 360, trong khi cơ các thứ là phải 1500, 1600, tức là nó sẽ cái hệ số phản xạ rất cao, tức là sóng âm sẽ phản xạ về, vì nó rất khác biệt, hai môi trường rất khác biệt, cho sóng âm nó sẽ phản xạ về, nó không xuyên vào trong được, cho nên mình không xem bên trong được, cho nên bắt buộc phải có cái gen, bắt buộc phải có nước để làm môi trường trung gian để nối giữa đầu dò với lại cơ thể, bởi vì cái 1500 của cái gen ấy
với cơ thể thì nó cũng 1.500, 1.600, tức là nó phản xạ rất ít, nó truyền vào được, bắt buộc phải có gen. Và khi truyền vào, ví dụ mình thấy hoàn sỏi ấy, hoàn sỏi túi mật nhé, sỏi túi mật mình thấy có cái hình vòng cung đèn sáng sáng lóa lên, và phía sau là có cái condom, tức là có cái xe đầu từ cái bóng cản âm về phía sau. Tại sao cản hết phía sau, bóng đen phía sau và một cái vòng viền sáng, vòng sáng, bởi vì sỏi nó có nhiều calcium, nó cứng ấy, thì nó cái mật độ là cao, trong khi nước nước mật hay là nước tiểu trong thận ấy thì nó là nước mà tỷ trọng nó thấp, hay là tốc độ truyền âm nó thấp. Hai cái nó rất khác nhau, cho nên sóng phản xạ hết, nó không xuyên qua được, nó không xuyên vào dưới được, cho vì phía sau sẽ là cái bóng cản âm hay là bóng không có âm, thành một bóng đen không có âm, âm nó sản lại hết. Thì mình thấy về sau là đen xì, vì nó gọi là cái shadow đấy, hay là cái condom acoustic là tiếng Pháp ấy, tức là bóng cản âm ở phía sau. Đấy là cái do cái tính chất vật lý. Và mình nhìn cái sỏi ấy, cái sỏi mà càng cứng, sỏi mà canxi càng nhiều, càng cứng thì cái bóng cản càng nhiều. Và sỏi mà mềm, sỏi urat, các sỏi mềm ấy, thì nó vẫn xuyên qua được, bởi vì cái tỷ trọng nó thấp hơn, cho nên cái khác biệt giữa hai môi trường nó không nhiều, sóng âm vẫn xuyên qua được. Chính vậy mình nhìn các cái hình, mình có thể phân tích các hình, mình có thể giải thích được các hiện tượng khi làm siêu âm. Trở kháng âm, trở kháng âm tức là độ dội, là sức cản môi trường đối với truyền qua của sóng âm. Cái tổ chức mà càng cao là trở kháng nhiều. Trở kháng âm của một số các tổ chức là khí là 0.004, nước này, phần mềm là xương, tức là trở kháng âm của các cái tổ chức là càng đặc thì cái trở kháng âm nó càng nhiều. Phản xạ âm, sóng âm khi nó truyền vào thì ta thấy có hiện tượng thế này. Khi sóng âm truyền môi trường, gặp môi trường có trở kháng âm khác nhau, gặp môi trường có tỷ trọng khác nhau thì có hiện tượng phản xạ. Nó có các hiện tượng. Đây sóng âm này, đây cái đầu dò nhé, đập vào cái vật nhé, cái vật này với cái môi trường này hai là khác nhau thì mới có hiện tượng phản xạ. Thì ta sẽ có hiện tượng này, một phần sóng âm sẽ truyền qua này, một phần sẽ bị phản xạ, một phần sẽ bị khuếch tán, khúc xạ, nó lệch hướng ấy, một phần quay về, một phần truyền đi, một phần lệch hướng, tức là cái sóng âm sẽ bị chia ra nhiều hướng khác nhau. Nó không như là TX, bên này là TX này, radio, X quang, TX thì ta dùng cái bóng phát tia, phát ra TX, TX là tia mình không nhìn thấy, ngày xưa gọi X thì mà không nhìn thấy, nhưng thực ra là bức xạ, là có năng lượng, nó có bức sóng nó ngắn. Đây mình truyền qua vật thể đây, ở dưới cái vật thể này hay là dưới người chụp ấy, mình để cái phim, phim X quang, thế là TX xuyên qua người, xong nó tác dụng lên cái phim, nó làm cho cái phim X quang này, người ta phủ bông mô bạc, nó sẽ bị khử bông bạc, tạo thành màu đen, khi mà sau khi rửa đi thì tạo thành màu đen, còn chỗ nào mà không có tia rửa đi sẽ trôi hết cái bông mô bạc, nó thành một cái cốt phim màu trắng. Và như vậy khi mà chụp X quang ấy, chỗ nào đen tức là có tia, mà chỗ nào không đen tức là không có tia, không có tia, bởi vì khi mà tia nó xuyên vào cơ thể nhé, cái xương ấy, nó cứ cản những cái phần cứng ấy, những phần mà tỷ trọng cao ấy, nó sẽ cản tia. Nó tùy theo cái tỷ trọng của cơ thể ấy, cái phần mà nó tỷ trọng ít thì nó cản ít, tỷ trọng mềm, tỷ trọng nhiều nó cản nhiều, xương nó cản gần như là hết, tia không xuyên qua được thì cho nên thành màu trắng. Còn phổi không khí mà cản ít thành màu đen, cái phổi màu đen, không cái xương sườn thành màu trắng thì mình nhìn thấy cái trắng trên nền đen, cái nền đen nó có tia. Và như vậy tia X là cái bức xạ ion, tức là khi mà tia X vào cơ thể thì nó có thể gây biến đổi các thành phần thể dịch ở trong cơ thể và có thể gây các cái tác hại, gây độc hại cho cơ thể, ví dụ gây ra các cái ion hóa cơ thể, nó làm ion hóa các môi trường, rồi thì có thể gây biến đổi về gen, biến đổi di truyền vân vân. Tức là tia X là cái tia ion độc hại, còn sóng siêu âm này không phải là sóng ion hóa. Tức là khi sóng âm nó xuyên vào cơ thể là không gây ion hóa môi trường, nó không gây tạo ra các gốc tự do và nó không có độc hại trên cơ thể. Đến tận bây giờ ta nghiên cứu không thấy nó không có bức xạ ion, nó có một số các hiệu ứng khác và hầu như là rất ít độc hại cho cơ thể. Cho nên vừa cái tần số mà dùng trong chẩn đoán ấy, người ta có thể làm siêu âm cho các bà chữa bà bầu mới bắt đầu đếm trứng này, rồi thì bắt đầu thụ tinh, bắt đầu xem tất cả các thứ dùng siêu âm hết và cũng không ảnh hưởng gì. Trong khi TX thì phải rất cẩn thận, phụ nữ có thai mà dưới 3 tháng là không nên chụp X quang, bởi vì trong lúc nó đang hành tổ chức ấy, nó có thể gây các cái biến đổi, gây các cái dị dạng. Cho nên nhớ là đừng có chụp X quang hay là chụp CT rồi chụp X quang cho những người mà có thai dưới 3 tháng. Và bao giờ cũng phải hỏi bệnh nhân, hay là bác sĩ mà cho phiếu chỉ định ấy, phải hỏi bệnh nhân xem có chậm kinh hay không. Nếu có chậm kinh thì đừng có cho chụp, và phải chẩn đoán xem có thai không. Bao giờ phải hỏi người ta trước khi chụp, phải hỏi phụ nữ đang còn sinh đẻ mà, phải hỏi người ta có bị chậm kinh không, có thai không. Chứ nếu có thai là thì có thể nó gây ảnh hưởng. Trong khi siêu âm thì không cần hỏi, cứ là làm luôn.
kể cả làm đếm phôi ở các thứ, làm hết từ đầu trong sản phụ khoa tự ứng dụng ngay. Nguyên lý của hai cái phương pháp siêu âm và X quang nó hoàn toàn khác nhau. Một cái là dùng cái sóng phản xạ về, cái sóng này phản xạ về đầu dò đấy thì nó sẽ sinh ra dòng điện theo hiệu ứng áp điện hai chiều, và từ tín hiệu điện cái sóng phản xạ về mà càng nhiều ít khác nhau, mà tổ chức có chỗ nhiều ít khác nhau thì là cái dòng điện khác nhau, và nó biến đổi từ dòng điện thành hình ảnh và ta ra là cái hình ảnh qua phép đổi một Fourier qua cái máy tính. Ta có hệ số truyền qua, một phần sóng âm sẽ truyền đi theo hướng chính, thì ta có T xong một chữ R, T là hệ số truyền qua, R là hệ số phản xạ. Thì hai cái ngược nhau, nó truyền qua nhiều thì phản xạ ít, mà phản xạ nhiều thì truyền qua ít. Một phần sóng âm nó sẽ truyền qua, còn một phần nó phản xạ về. Sóng khuếch tán là sóng nó đi lệch hướng đấy, nó thay đổi hướng đi. Và trong siêu âm chẩn đoán là chủ yếu nó thu về cái sóng phản hồi âm vang hay là echo, sóng phản hồi về. Tiếng Pháp người ta gọi là echo, echography. Tiếng Anh thì gọi là ultrasound. Ultrasound tức là siêu âm. Còn tiếng Pháp gọi là echo tức là thu sóng phản xạ về. Echography là tiếng vọng, echography. Thì hai cái nó khác nhau giữa X quang và siêu âm. Hiện tượng tán xạ, ta có hiện tượng phản xạ nhé, xuyên qua nhé. Tán xạ thế nào? Đây, cái sóng âm nó truyền đi này. Nếu như mà cái kích thước vật, đây kích thước vật đây. Nếu kích thước vật nhỏ hơn bước sóng, là cái vật bé tí chỗ này. Kích thước vật nó nhỏ hơn bước sóng thì nó có hiện tượng tán xạ và cái sóng âm sẽ truyền đi mọi hướng. Cái vật này vật bé tí tí. Thì khi mà sóng âm truyền vào cái vật này nhỏ hơn bước sóng thì cái sóng âm nó sẽ truyền đi mọi hướng. Người ta đây là cái hiện tượng tán xạ này, truyền đi các hướng, ngược lại, một phần ngược lại, xuyên qua đi các hướng, đủ các hướng này. Và hiện tượng tán xạ này được ứng dụng trong lâm sàng ấy, để là người ta đo, để xem cái độ mịn của tổ chức hay là cái cấu trúc của tổ chức. Bởi vì là tán xạ đi mà, nhìn lên này thì xem cái hình cái gan nó mịn hay là cái xem các cái vật rất nhỏ hay là xem cấu trúc rất nhỏ, thì mình xem cái này bằng dựa vào hiện tượng tán xạ này. Kích thước của vật mà bằng gần bằng bước sóng, đây cái vật này nó gần bước sóng thì sóng âm sẽ có tán xạ chỉ theo hướng trước và sau thôi, đi ra trước chứ không đi sang bên, đi sang các hướng khác nhau, là chỉ hai hướng thôi, nó truyền thẳng lệch hướng và hiện tượng nó chỉ tán xạ theo hai hướng trước sau. Khi mà vật lớn hơn bước sóng, vật này tròn tròn to này rồi thì tán xạ theo hướng nhất định. Ví dụ nhìn tìm cái hòn sỏi, thấy cái hạt, cái hòn sỏi các thứ đấy thì mình nhìn thấy, hay là cái khối mình nhìn thấy là cái hình này nó chỉ tán xạ theo hướng ngược chiều thôi, từ sóng âm đến là bật trở lại ngược chiều thì nó tán xạ theo hướng nhất định, nó đi ngược lại và đi lệch hướng như theo hướng trước sau này thôi. Đây là hiện tượng tán xạ. Thì hiện tượng tán xạ lại được dùng cho lâm sàng. Nhờ có hiện tượng tán xạ mà cái đầu dò này mình có thể thăm khám được cả những cái vật mà nó không nằm vuông góc với đầu dò. Nếu mà là mình chỉ thu sóng phản hồi về vuông góc đầu dò thì mình luôn luôn phải để đầu dò vuông góc, chạch cái là không thấy. Có hiện tượng tán xạ cho nên đầu dò không cần vuông góc mình vẫn có thể thấy được, vì mình thu được cái sóng, nó sóng lệch hướng thì mình vẫn thu được, và mình có thể thu được do cái tán xạ này. Tất nhiên làm vuông góc đầu dò thì cái hình nó sẽ nét hơn làm không vuông góc. Cái tán xạ mà tăng lên, khi mà tăng cái tần số sóng âm thì cái hiện tượng tán xạ nó tăng lên. Cho nên với các đầu dò của tần số cao á, để tăng cái hiện tượng tán xạ lên thì mình sẽ phát hiện được những vật rất nhỏ. Phát hiện được vật rất nhỏ thì mình có thể thấy được những vật rất nhỏ. Và chính vì vậy mình xem là cấu trúc của các cái tổ chức, cấu trúc của các cái mô. Nếu mà cái đầu dò mà tần số mà thấp ấy thì nó cứ tán xạ. Đầu dò tần số thấp, đầu dò tần số thấp tức là cái bước sóng nó dài. Bước sóng dài thì cái vật ấy mình nhìn nó sẽ tán xạ lung tung thì nhìn hình nó sẽ thô. Nhìn hình nó sẽ không gọn không thô vì nó tán xạ lung tung mà. Thì còn đầu dò mình dùng tần số cao, tức là bước sóng ngắn, thì những cái vật rất nhỏ thôi nó đã hiện tại tán xạ trước sau rồi. Mình sẽ nhìn thấy cái vật nó nét hơn. Cái vật nó nét mà vật rất nhỏ mình nhìn thấy nét, cho nên mình nhìn được cái nhu mô của các cái tổ chức nó nét hơn. Cho nên để mà nghiên cứu các vật nhỏ hay nghiên cứu tổ chức thì phải dùng đầu dò tần số thấp. Bởi vì mình giảm cái bước sóng đi, bước sóng nó rất thấp. Bước sóng rất thấp thì cái vật rất nhỏ, vật rất nhỏ thì nó to hơn là bước sóng, thì mình nhìn thấy nó phản xạ nhiều hơn, phản xạ trước sau thì mình sẽ thấy được cái hình nét hơn. Không có thì mình phản xạ đủ các hướng, thế là hình nó nhòe, hình nó không nét, nó thô. Tán xạ đặc thù với các cấu trúc của tổ chức, nên là nghiên cứu cấu trúc tổ chức, nghiên cứu của mô, các mô. Mỗi mô nó sẽ cùng một cái tần số, cùng một cái đầu dò, cùng một tần số thì mình sẽ thấy các mô có hình ảnh khác nhau. Mô của gan ấy, thì nó sẽ thô hơn một chút mô của lách và thận, và mình nhìn được cái cấu trúc của từng mô một khác nhau, chứ không phải là các mô sẽ giống nhau. Bởi vì các cái mô là cấu trúc khác nhau, cho mình sẽ nhìn thấy nó khác nhau về cấu trúc.
Nó có sự suy giảm âm do hiện tượng tán xạ, nhiễu xạ hấp thụ, cho nên sóng âm khi mà xuyên vào á, nó sẽ bị suy giảm. Nó suy giảm cho nên nó không vào sâu được. Người ta sẽ phải làm cái bộ phận tăng đi vào sâu, tăng cái cường độ vào sâu, gọi là TGC, là tăng cái độ vào sâu. Suy giảm D sẽ bằng F nhân với D. F là tần số, D là khoảng cách. Cho nên D càng vào sâu thì là F là càng cao. Tần số càng cao thì cái suy giảm càng nhiều. Tần số mà thấp suy giảm ít. Chính vì vậy mà những cái đầu dò mà tần số mà cao á, mình không vào sâu được. Thế vào sâu nó mất hết à. F mà, F tăng. Và D lại tăng nữa thì thôi chịu. Chứ mình chỉ xem nông thôi. Đầu dò tần số cao thì sẽ xem rất nét. Bởi vì nó tần số cao, bước sóng của sóng âm nó ít, thấp, ngắn. Nhưng mà lại không vào sâu được. Cho nên các đầu dò tần số cao chỉ thăm các tạng nông. Thăm nông thôi. Thăm tuyến giáp, tuyến da, các thứ, tuyến vú, các cái tuyến ở nông ấy, thì phải dùng đầu dò tần số cao tốt. Cái suy giảm này nó tỷ lệ thuận với tần số và độ sâu. Cho nên người ta làm cái TGC, tức là bù năng lượng vào sâu. Người ta làm cái trên máy ấy, mình sẽ có như gạt vào sâu, mình gạt cái TGC đấy, gạt hoặc xoay vào sâu để tăng cường khuyên về mặt cơ học, bù thêm năng lượng vào. Thế là máy nó sẽ nó bù thêm năng lượng vào sâu, rồi nó khuếch đại cái năng lượng vào sâu lên, tăng cường lên. Tuy nhiên nó không thể vào sâu vào khuếch đại nó hết, nó chỉ vào nhất định. Đầu dò càng tần số cao thì nó càng vào sâu không được nhiều. Về cái kỹ thuật siêu âm, các cái máy siêu âm thì ta có các cái máy các kiểu khác nhau, người ta gọi là các cái mode khác nhau. Ta có cái mode A, tức là amplitude mode A. Mode A là gì? Mode A là dùng một cái đầu dò mình phát sóng âm đi, cái sóng âm này nó đi vào gặp cái mặt phẳng phân cách thì nó sẽ phản xạ về và sóng âm nó thu về, cái đầu dò nó thu về và cái biểu hiện thu tín hiệu về mà chuyển thành cái tín hiệu biểu hiện thành cái sóng trên màn hình để thành những cái đỉnh. Đây là ngoài xương này, đây là việc được xương sọ này, đây là cái vách giữa não thất đấy, nó thu về một cái đỉnh, đây mới thu về đỉnh thành ba cái đỉnh. Thế là cái siêu mốt này người ta xem được mấy cái đỉnh, người ta xem được cái thấy được cái vị trí của mặt phẳng phân cách, cho nên mình có thể đo từ lên đây, đo đây xem cái đường giữa là di lệch hay không, mình xem được, xem cái vị trí xung nó nằm ở chỗ nào và thu cái và cái biên độ nó tỷ lệ với lại cường độ âm vang. Cái sóng này về nhiều thì cái đỉnh là cao, sóng này về ít đỉnh là thấp, mình xem được cái cường độ. Cái siêu âm mode A này ít ứng dụng, hiện nay thì còn dùng rất là ít. Trước kia thì dùng nhiều, bây giờ dùng rất ít. Nó chỉ còn một số các máy người ta để mode A, máy để thăm vào máy mắt. Mắt người ta vẫn dùng mode A. Siêu mắt ấy, người ta đo để đo cái nhãn cầu, đo cái trục của nhãn cầu, đo cái đường kính nhãn cầu, các thứ vẫn dùng mode A. Còn nói chung là không dùng nữa, trước kia dùng nhưng bây giờ bỏ hết cái mode A. Không dùng nữa, vì nó ít ứng dụng. Mode B là dùng nhiều nhất, tức là Binaural Mode, mode B. Thì mode B tức là cái tín hiệu phản hồi về ấy, nó sẽ được biểu hiện trên màn hình bằng cái chấm sáng, cái điểm sáng. Và cái độ sáng nó biểu hiện cái cường độ của sóng phản hồi. Trước kia ngày xưa là cái màn hình là mình màu xanh, chứ không phải màu đen, màu biểu hiện bằng sáng tối như bây giờ. Mà nó thành màu xanh, xong thành cái điểm sáng. Cái điểm sáng ấy, từ cái thời ngày xưa bắt đầu ấy. Và vị trí của chấm sáng là khoảng cách từ đầu dò đến mặt phẳng, cái mặt phẳng của sóng phản hồi về. Và nếu mình di chuyển cái đầu dò thì nó tạo thành cái bình diện cắt, tạo thành chiều hai chiều. Đây là mốt A nhé, nó gặp các cái mặt phẳng phân cách thì về thành cái đỉnh. Còn mốt B ấy, nó biểu hiện thành cái chấm sáng này. Từ đây là mốt A nhé, đây là mốt B nhé. Đây nó biểu hiện chấm, 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 thành những điểm sáng thôi. Và bây giờ mình cầm cái đầu dò mình kéo cái thì các cái điểm này nối với nhau tạo thành cái mặt phẳng phân cách. Và cái hình này gọi là hình siêu âm hai bình diện. Và đấy là kéo bằng tay. Và trước kia người ta dùng, trước khi mà ngày cách đây cũng khoảng mấy chục năm rồi ấy, chưa có siêu âm thời gian thực, thì mình dùng cái mút B bằng cơ học, bằng tay. Mình cầm này mình kéo cái, cắt nó xong kéo, thì mình cắt lớp. Chưa có cái thời gian thực như bây giờ, cách đây vài chục năm. Mút T mà tức là time motion. Time motion tức là thế nào? Tức là cái kiểu mút B nhưng mà theo thời gian. Mút B là cái điểm sáng, bây giờ cho nó chạy theo thời gian,
chứ không phải một cơ học mà kéo mà cũng không phải motor mà cho cái điểm nó chạy theo thời gian, thì nó vẽ thành cái biểu đồ. Nếu mà mặt phẳng phản hồi mà đứng yên ấy, thì nó sẽ thành đường thẳng, còn nếu mặt phẳng mà nó di động thì nó vẽ thành cái biểu đồ, vẽ là cái di động của một cái mặt phẳng ấy. Đây ta có mốt A này, các đỉnh đỉnh nhé, mốt B ta có điểm sáng nhé, thời gian thực nhé, đây là cắt lớp thời gian thực nhé, đây mốt T mà. Thế đây mà xem cái van hai lá này, cắt vào qua tim này, qua van hai lá này, ta thấy cái van, hai cái lá van nó di động, nó vẽ được biểu đồ, vẽ của biểu đồ hai lá van nó thành chữ M ngược đấy, hai chữ M ngược là vẽ cái di động của hai cái van nó di động này, van nó bóp bóp mở ra bóp vào này, thì nó vẽ thành biểu đồ di động của thành hình chữ M, đây là mốt TM. Thế thì trên cơ sở của cái hình hình tĩnh và hình động, hình tĩnh là mốt B thành điểm sáng, sau rồi mình cầm mình kéo gái theo thành những cái điểm thành cái mặt phẳng, tức là hình bằng cắt bàn tay, đầu dò gắn với trục khuỷu và quét bàn tay, ta có cái hình tĩnh. Hình động nó real time, hình động khi mà người ta cắt lớp, bây giờ cái đầu dò ấy, cái đầu dò cái tấm tinh thể thì anh ấy gốm bát điện ấy, ta cho lắp vào cái motor, motor nó quay quay tròn này, hoặc lắc rất nhanh, nó khoảng 30 hình trong một giây. Để cho hình tim, tim chỉ cần 30 hình, cắt được 30 lớp trong một giây, là mình cắt tay mình cứ cầm mình kéo là một lớp, bây giờ nó cắt 30 lớp trong một giây là hình tim bóp 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 mà nhìn như thật. Bụng chỉ cần 4 đến 6 hình trong một giây thì là theo bụng thở ra thở vào các thứ, tim cái bụng là cái thời gian thực, mình xem như là một thời gian thực. Thì tất cả các máy bây giờ đều là thầm máy thời gian thực, để mình dùng cái đầu dò cơ học với đầu dò điện tử, bây giờ dùng chủ yếu đầu dò điện tử, đầu dò cơ học mà dùng rất ít bởi vì nó nhanh hỏng. Cái máy siêu âm là cấu tạo khá đơn giản, ta có cái đầu dò là quan trọng, cái đầu dò là cực kỳ quan trọng, nó là như là cái trái tim của cái máy, cho nên cái đầu dò mà hỏng thì thôi hỏng, mà nó khá đắt, mỗi đầu dò vài nghìn đô, cho nên phải cẩn thận. Đây cái đầu dò này phát và thu tín hiệu sẽ phát về qua bộ phận điều khiển và xử lý ảnh, nó là cái máy tính, cái thân máy đấy, trong là cái máy tính, nó xử lý hình ảnh và trong đó ra cái lưu trữ tức là mình có thể in ra rồi mình lưu save ở trong máy hoặc mình nối ra mình lưu ra ngoài, mình lưu một pack lưu trữ và đây ra cái màn hình hiển thị trên cái monitor, cái motor nhưng motor của vô tuyến thôi. Thế là mình nhìn cái hình trên motor. Quan trọng nhất cái đầu dò và bộ điều khiển. Cái đầu dò này là cấu tạo nó tương đối phức tạp và rất là khó, và hiện nay Việt Nam mình chưa sản xuất được. Các cái hãng sản xuất của Việt Nam mình sản xuất siêu âm ấy, đề tài cấp bộ cấp nhà nước sản xuất máy siêu âm nọ siêu âm kia, nhưng đầu dò thì mua về xong mình chỉ nối cái máy vi tính rồi mua cái làm cái phần mềm các thứ kết nối chuyển hình ảnh các thứ, thế là ra hình, chỉ mua cái đầu dò về nối với cái máy vi tính xong rồi cài phần mềm các thứ vào, thế là quét ra hình, thì tức là mình có thể làm được. Nhưng mà cái đầu dò chịu. Đầu dò cấu tạo thế nào? Nó cấu tạo bằng cái gốm áp điện cắt thành nhiều cái tinh thể xếp bên trong cái đầu dò, rất nhiều các tinh thể, nó có thể nhỏ này có thể to có nhỏ, mình nhìn cái đầu dò cái máy đấy, trong là có rất nhiều các miếng gốm, nó cắt ra, nó chịu được rung rồi mặt ngoài của gốm thì nó bọc một lớp kim loại mỏng để nó dẫn điện, rồi bộ phận giảm âm bên trong. Về cái kỹ thuật siêu âm, các cái máy siêu âm thì ta có các cái máy các kiểu khác nhau, người ta gọi là các cái mode khác nhau. Ta có cái mode A tức là amplitude mode A. Mode A là gì? Mode A là dùng một cái đầu dò mình phát sóng âm đi, cái sóng âm là nó đi vào gặp cái mặt phẳng phân cách thì nó sẽ phản xạ về và sóng âm nó thu về, cái đầu dò nó thu về và cái biểu hiện thu tín hiệu về mà chuyển thành cái tín hiệu biểu hiện thành cái sóng trên màn hình để thành những cái đỉnh. Đây là ngoài xương này, đây là việc được xương sọ này, đây là cái vách giữa não thất đấy, nó thu về một cái đỉnh, đây nó thu về đỉnh thành ba cái đỉnh. Thế là cái siêu mốt này người ta xem được mấy cái đỉnh, người ta xem được cái thấy được cái vị trí của mặt phẳng phân cách, cho nên mình có thể đo từ lên đây, đo đây xem cái đường giữa là di lệch hay không, mình xem được, xem cái vị trí xung nó nằm ở chỗ nào và thu cái và cái biên độ nó tỷ lệ với lại cường độ âm vang, cái sóng này về nhiều thì cái đỉnh là cao, sóng này về ít đỉnh là thấp, mình xem được cái cường độ. Chiều dày của tinh thể gốm ấy là quyết định cái tần số của đầu dò, trong cái đầu dò ta xếp các miếng gốm này cắt rất mỏng, chiều dày L bằng M lambda nhân 2, M có thể là 1, 2, 3 mà thường người ta để 1. Tức là cái tinh thể mà chiều dày của tinh thể gốm 1mm ấy, thì cái tần số đầu dò sẽ là 2MHz. Thực cắt rất nhiều miếng tinh thể gốm xếp vào nhau, mỗi miếng 1mm xếp vào nhau,
1 mét nhưng mà nó lại bọc thép bên ngoài, xong để sát vào nhau, xong nó có mỗi cái mấy gốm lại có dây nhỏ xíu ra ngoài. Tinh thể gốm mà 0,5 mm thì cái đầu dò sẽ là 4 MHz. Tinh thể gốm 0,25 mm thì đầu dò sẽ 8 MHz. Và như vậy cái đầu dò mà có tần số càng cao thì miếng gốm càng mỏng, và miếng gốm càng mỏng thì càng dễ bị hỏng. Nó chỉ cần hơi va nhẹ cái là nó méo, nó xẹp đi, nó mỏng quá mà nó hỏng, nó vỡ, nó hỏng. Mỗi miếng gốm là một đường tín hiệu ở trên màn hình ấy. Cái màn hình các cái điểm sáng, cái điểm tín hiệu, ví dụ trên vô tuyến mình có bao nhiêu đường tín hiệu đấy, thì cái đầu dò này cũng thế. Mỗi cái miếng gốm này ấy, một dài này là một cái điểm tín hiệu hay một đường tín hiệu trên đầu dò. Nếu mà hỏng cái miếng gốm ấy, tức là trên đầu dò mình sẽ thêm một cái vệt đen do mất tín hiệu. Cho nên cái đầu dò mà bị hỏng cái miếng gốm là rất cay, cho nên phải bảo vệ cái miếng gốm, bảo vệ cái đầu dò. Ở cái đầu dò nhé, thì các cái vùng của chùm sóng âm phát ra này, đây cái đầu dò nhé, phát sóng âm ra, thì ta có cái vùng mà gần đầu dò người ta gọi là vùng Fresnel, là cái vùng gần đầu dò này, đầu dò gần cho vùng này, này A này. Chiều dài vùng này bằng d bình phương trên 4 lambda. D là kích thước của đầu dò, tức là cái đầu dò nó kích thước mà nó nhỏ, nó dày mỏng mỏng này, thì cái vùng này nó d nó nhỏ đi thì l nó ngắn đi. Tức là ta thấy cái khoảng cách này hay cái đoạn thẳng này này, cái đoạn thẳng này nó đoạn mà cái sóng âm ấy nó đi thẳng, nó không bị loe ra, cái hình nó sẽ hình thật, tín hiệu nó nhiều nhất, đi thẳng là xoàn hồi về nó nhiều nhất mà. E là một d bình phương trên 4 lambda. Cái đoạn dài này, cái vùng loe ở vùng xa đầu dò, cái vùng loe này á thì nó làm cho hình nó sẽ bị, vì nó không thẳng mà,